Rồi, hello, Hằng xin chào hết tất cả những cô chú bác anh chị em đã luôn luôn theo dõi kênh YouTube của Hằng Kali. Khi ngay cả lúc Hằng còn ở bên Mỹ cũng giống như khi Hằng ở về tới Việt Nam làm những cái chương trình mà phát gạo hay là giúp những mảnh đời khó khăn đó thì luôn luôn được tất cả các nhà hảo tâm và những khán giả của Hằng Kali luôn ủng hộ. Thì thật ra hôm nay á, thì đây là Hằng kêu lên trong những cái trường hợp trong mấy cái ngày mà phát phát gạo. Khi mà cái ngày phát gạo thì Hằng có interview một hai trường hợp, thì tùy theo những cái hoàn cảnh nào đó thì chạm được tới cái trái tim của những nhà hảo tâm hay của những khán giả xem chương trình của Hằng, thì có gửi tới cho mấy chị mấy cô thêm một chút tiền để trang trải cuộc sống. Thì hôm nay đây là trước tiên là chị tên Nhung, đúng không chị Nhung? Đúng. Rồi chị Nhung thì hôm trước á, Hằng cái lúc mà Hằng phỏng vấn, thực ra chị Nhung là đầu tiên lúc Hằng chưa phỏng vấn, đã xoay sau Hằng đi tới phỏng vấn, thì lúc mà đứng ở bên ngoài, lúc đó chưa có quay phim, thì chị Nhung mới đi vô hỏi cái người trong gia đình của Hằng á, là chị Nhung xin chai dầu gió xanh. Thì Hằng mới nghe được, Hằng hỏi sao sao ai xin chai dầu gió xanh. Thì tại vì chai dầu thường thường Hằng về, thì lúc trước Hằng có mua dầu về lúc mà Hằng chưa làm chương trình để làm YouTube á. Mỗi khi Hằng về Việt Nam, Hằng mua rất là nhiều thuốc với dầu, Hằng đều phát cho bà con ai ở gần lân cận hàng xóm với Hằng mà biết Hằng, với lại hoặc là bà con cô bác anh chị em, mà những người con cậu con dì con chú con bác gì đó là Hằng đều cho hết. Cho nên cái thói quen của Hằng khi nào về Việt Nam, Hằng luôn luôn là mua thuốc với dầu gió xanh để Hằng phát, chứ không phải là khi làm YouTube Hằng mới phát nha. Thì đó là cái thói quen. Thì chị này ở ấp Bến Gỗ hả? Thật ra hồi đó giờ Hằng cũng chưa bao giờ biết chị là ai, nhưng chắc có lẽ biết là thường Hằng hay về cho dầu, cho nên chị mới đi vô hỏi riêng trong gia đình của Hằng là xin chai dầu xanh cho mẹ hả? Cho mẹ. Cho nên khi Hằng nghe được thì Hằng mới hỏi. Thì Hằng nói Hằng, tại vì lúc đó bà con cô bác đang ngồi chờ gạo đông lắm, thì mình không có thể là mình nói mình cho một người mà không cho mấy người khác được. Tại vì cái dầu xanh á, khi Hằng mua về thì nó có giới hạn. Tại hồi xưa thì Hằng mua có thể đủ phát cho bà con dòng họ hoặc là hàng xóm lân cận thôi. Còn ở đây là phát gạo thì khi cả làng, cả xóm, cả ấp luôn, mà không phải là một ấp. Nhưng mà mấy cái ngày phát gạo là tất cả các những cái ấp ở xa đó đều chạy tới rất là đông. Thì nếu mà dầu gió xanh mà đem ra phát hả, có 500 chai phát cũng không đủ. Cho nên nó là cái giới hạn thôi, Hằng chỉ có được 100 200 chai gì để phát cho những người người già, với lại những người bà con ở trong gia đình, với lại những người già, với những người hàng xóm lân cận của nhà Hằng, với những người già thôi. Cho nên nó không có phát hết được cho bà con. Đó thì thật ra nếu Hằng có một cái kinh phí mà nhiều hơn là Hằng sẽ về, Hằng biết bà con ở quê Việt Nam rất thích chai dầu gió xanh của Mỹ. Tại vì bà con nói là ở Việt Nam có bán dầu gió xanh hết trơn chứ không phải không có, nhưng mà người ta quý là chai dầu của Mỹ đem về nó thiệt, phải không chị? Dạ đúng. Cho nên nói là dầu gió xanh của Mỹ đem về nó thiệt nha cả nhà. Cho nên Hằng hứa nhất định lần sau Hằng về, Hằng sẽ dùng cái kinh phí Hằng mua dầu xanh cho thiệt nhiều, có thể phát gạo ít lại và để tặng cho bà con một chai dầu xanh với thuốc. Điều đó là bà con rất là quý hơn. Đó, nhưng mà đây là phát hôm nay kêu tới là cũng vì một cái chai dầu gió xanh vô xin riêng Hằng. Thì Hằng mới có ấn tượng về chị, thì Hằng mới có lại Hằng hỏi rồi. Ý là Hằng hỏi tại sao Hằng thấy trong cái đây đông quá không có ai đi vô hỏi xin chai dầu xanh, mà tại sao chị đi vô hỏi riêng xin chai dầu xanh. Thì lúc đó Hằng mới đi lại Hằng phỏng vấn chị. Thì khi Hằng phỏng vấn chị thì chị khóc nức nở luôn. Thì khi biết được thì cái hoàn cảnh của chị là như thế nào, hôm nay chị có thể kể hết lên đây cho quý vị khán giả biết về cái thêm về cái hoàn cảnh của chị không? Chị cầm đi. Nói chung thì ở nhà thì 7 người mà kinh phí mà không có đủ sống mà vậy đó, rồi với lại má bà mê dầu nước xanh dữ trời lắm,
má ruột hả? À, bà già chồng. Ờ, bà già chồng bà mê chai dầu nước xanh. Vậy thường ngày có đi mua chai dầu nước xanh ở ngoài cho bà sức không? Mua ngoài bà sức rồi, bà nói không bằng dầu Mỹ. Ờ, à, coi như là chủ yếu là thích dầu Mỹ. Dạ. Trời, bà xài hà tiệm dữ trời, bữa đó xin về đó. Bà góp bên chút xíu ha, bà xài vậy nè. Ờ, coi như bữa đó Hằng cũng bắt đầu Hằng mới kéo chỉ vô trong phòng á, Hằng nói vô nhà đứng chờ đi. Thì Hằng cho riêng chỉ một chai chứ mà lúc đó mà Hằng đem ra mà cho chỉ không cho mấy người khác đương nhiên đâu có được, tại đông lắm. Thì Hằng cho chai dầu xanh, cho nên that's why khi ra Hằng mới hỏi. Thì thật ra khi mà Hằng hỏi thêm thì mới biết là cái hoàn cảnh gia đình ở nhà là chị có bao nhiêu người con, rồi người già sao kể coi. Nói chung là cha mẹ chồng với hai đứa nhỏ với bà nội. Bà nội chồng hả? Bà nội chồng. Là nuôi cha mẹ chồng với hai đứa con với bà nội chồng, cha mẹ chồng nuôi luôn bà nội chồng. Rồi chị bao nhiêu tuổi rồi? 42. Rồi hai đứa con bây giờ nó ba lớn rồi, đứa học lớp 2 với đứa học lớp 7. À, vậy còn có cho nó đi học phải không? Còn. Chưa nghỉ. Rồi công việc của chị hàng ngày là đi lột tôm. Ừ, rồi chồng chị làm gì? Ông làm trong cái điện đạm á, bên phân bón á. Nói chung là làm nhà 200 mấy 300 cho lợi kìa. Chi phí con có chi chồng trải đủ nữa. Ngày ổng làm được 200 mấy 300, 300 ngàn là khoảng tương đương 10, không tới 15 đô, khoảng 12 đô. Rồi ổng làm như vậy thì trang trải cho cuộc sống là giống như gạo thóc. Rồi bệnh hoạn thì sao? Tại vì ba có hộ nghèo. À, có sổ hộ nghèo, được bệnh thì được chính phủ lo. Đúng. Rồi khi lo cho ăn uống mỗi ngày ở nhà. Rồi con cái đi học. Con cái đi học có được miễn phí không? À, không, tại vì chiến gọi là thấy người ta thấy ba bệnh vậy đó. Cái người ta mới cho hộ nghèo. Rồi bảo hiểm cấp không kịp. Rồi mới đóng tiền. Đóng tiền bệnh. Đóng tiền trường. Mới có tiền mới đóng tiền trường. Vậy mỗi năm đóng tiền trường là bao nhiêu? Con bé chứ ngồi nó học là đóng tiền trường năm trước lớp 1 1.775.000. 1.775.000 cho một năm học. Rồi tiền chi phí ăn uống là chưa tính đó. À, tập vở quần áo đúng không? Thì mỗi năm học như vậy rồi đi khoảng học một, hàng ngày khoảng một ấy là cũng có ba tầm 3 triệu mấy đó, đứa đó. Một năm học khoảng 3 triệu mấy, 3 triệu mấy rồi đi học hàng ngày thì cũng cho tiền để năm 10.000 gì đó, cho 50.000 để mua nước uống, mua xôi ăn rồi vậy ha. Có khi nó làm nước trong nhà đem theo. Đúng rồi, đi nước trong nhà đem theo tốt hơn. Con nít bên Mỹ đi học cũng đem đồ ăn theo không à? Tại vì nhà trường người ta dặn là giữ vệ sinh sạch sẽ cho nó đó. Mình làm chai nước nhỏ gì bỏ vô cặp cho cháu gì đó. Lại có con gái học lớp 2. Lớp 2 con gái, con trai lớp 7. Trai lớp 7 thì học trường học ở đâu? Ở dưới thủ của mình nè. Đường lộ nhỏ dưới á. Học ở dưới tắc thủ. Rồi như vậy chị đi lột tôm, ngày nào cũng đi lột tôm. Ngày nào cũng đi lột quá. Rồi ai ở nhà nuôi ba mẹ già ông bà nội? Má ở nhà đó. Má của chị? 72 tuổi rồi đó. 72 tuổi ở nhà nuôi ông bà nội luôn. Nuôi thêm bà là bà nội 90 nữa. Bà nội 90 tuổi. Rồi coi như là lao động chính ở nhà là hai vợ chồng của chị. Rồi ổng đi làm cũng mỗi ngày ở phía điện đạm luôn. Mỗi ngày. Rồi lột tôm như vậy là mình lột nhiều ăn nhiều, lột ít ăn ít. Đúng rồi, lột quan sản phẩm. Bây giờ nghe điện thoại lên là chạy lên liền về không tắm rồi, gần tôi hơi tối quá rồi. Nghe là chạy lên liền, chuyển nó điện cho chị nó nghe rồi nó chạy lên liền luôn đó. Bữa đó điện rồi mà đi rước con bé nhỏ đó đâu có nghe điện thoại đâu. Tới chừng gì cái thấy sao cuộc gọi nhở. Cái điện nó cho chuyển mấy hồi nãy điện cho chế mà bây giờ ấy rồi, tới giấc này rồi. Mà để chuyến sau đi. Là bữa kia ha. Là cái bữa kia đó. Cái mới chị nó mới hỏi sáng hỏi nhỏ em nó có điện cho chị không, nói bữa đó có điện cho nhỏ em hỏi đó. Nhỏ em nói bữa hai bữa đi có gì rồi bây giờ tham tới kiếm nữa lý hỏi cái ai rồi than. Nói chung ở đây cái kêu ngồi ngoài đó chờ đi Di, kêu ngồi đó trước đi Di, cho năm làm việc ở đây xong. Ở gạch giá chạy xuống kiếm hàng kali nữa kìa. Kêu cô chú ngồi rồi đó chờ hàng chút xíu đi.
Fan đó coi đó, người ta coi hàng khách thôi á. Rồi nghe là chạy ủa bên nào mà hôm qua mở không thấy ta? Có không? Có điện thoại không? Có hàng, hồi hàng chỉ cho. Hai kênh, một kênh ẩm thực thì chị coi không thấy, mà chị coi cái kênh làm từ thiện á thì sẽ thấy. Thì hôm kia mượn nhóc mở mà không biết. Ừ, ok rồi thì bây giờ nói chung thì hôm nay á là chính vì cái ngày mà Hằng kêu khi Hằng phỏng vấn một hai người mà khi Hằng cảm thấy người ta khi một cái mà cảm xúc của người ta đó khi mình hỏi tới đó thì người ta có một cái cảm xúc đó thì mình biết là chắc chắn cuộc đời người ta chắc là khổ lắm cho nên mới có chứ không phải muốn khóc mà để tạo đóng phim thì dễ khóc quá rồi phải không? Còn như thực sự cái khổ của người ta khi mình chạm tới á thì nước mắt tự nhiên nó trào ra, trào không có ngừng. Thì đó là một cái cuộc sống nó quá khổ. Cho nên thì Hằng mới kêu chị lột khẩu trang ra đi. Thì ý ở đây là lột khẩu trang, ý là Hằng cũng muốn biết mặt của chị. Chứ bây giờ không lột khẩu trang sao Hằng biết chị là ai, đúng không? Cái lúc mà Hằng móc chị vô trong cho nghiêng cho giàu, chị cũng vẫn chưa lột khẩu trang, Hằng cũng không biết mặt chị là ai luôn. Cho nên khi phỏng vấn Hằng muốn kêu lột chị lột khẩu trang để cho các nhà hảo tâm hoặc là những khán giả của kênh Hằng Kali xem được thì thấy những cuộc đời khổ có thể thương thì giúp mấy chị, thì cái đó là Hằng cũng muốn tạo một cái điều kiện cho mấy chị mấy cô có một chút gì cái lòng thương quyên góp của các nhà hảo tâm giúp mấy chị thôi, chứ ở đây thì coi như mấy chị có cái duyên mới gặp được Hằng, tại vì giống như Hằng là một cái đường dây kết nối cho các cuộc đời như thế này để có thêm miếng cơm manh áo thôi, chứ chẳng có lợi lộc gì cho Hằng. Thí dụ như bây giờ cái chị này gửi cho chị, Hằng cũng phải ghi vô trong sổ và Hằng cũng phải đọc tên của chị lên, chị là ai và có gửi cho chị. Thì đây là những cái Hằng là một cái nhịp cầu nối để cho các chị các cô những mảnh đời khó khăn có được đồng tiền, có thêm được chén cơm manh áo, chứ không phải là Hằng nhận những cái đồng tiền này mà Hằng nuốt được hay là có lợi lộc gì cho Hằng hết. Đây là chương trình của Hằng làm từ thiện ha, cho nên ở đây là Hằng kết nối cho những mảnh đời như thế này để có được chén cơm manh áo thôi. Thì thật ra hôm cái ngày đó thì khi Hằng kêu chị lột khẩu trang thì có một cái chị những chị khán giả xem như thế này thì có gửi tới cho chị nè. Đây là một chị Hồng Điệp ở bên San Jose gần nhà của Hằng nè, là cho chị 2 triệu tiền Việt Nam ha, gửi cho Hằng và Quy ra kêu Hằng gửi giùm 2 triệu tiền Việt Nam. Đây là chị Hồng Điệp. Rồi thêm một chị nữa là kêu một cô nữa là cô Hoàng Yến Đinh, là còn ghi là còn coi còn nhớ đó là cho dâu hai on, để khi nào Hằng đọc tên của ai rồi Hằng phải gặp là cho dâu hai on, là Hằng nhớ ngay là chị thôi. Dưới đây là chị Nhung ha. Rồi ở đây là cái chị Hồng Điệp cho chị Nhung dâu hai on 2 triệu tiền Việt Nam và cô Hoàng Yến cho 100 đô thì Hằng sẽ đưa ở đây cái phần là 2 triệu tiền Việt của chị Hồng Điệp và của cô Hoàng Yến là 100 đô ha. Và sẽ trao cho chị và để cho chị nhận và chị cảm ơn chị Hồng Điệp và cô Hoàng Yến, Hoàng Yến Đinh. Ok. Thì đây là một cái may mắn coi như chị gặp được Hằng đi trong những cái mà rất cảm ơn nhiều em. Một cái khổ tận cùng của chị mà một cái tình cờ đó thì chị sẽ có thêm được để mình trang trải đỡ cuộc sống trong lúc khó khăn. Phải không? Rồi thêm ở đây là có thêm cũng chị Hồng Điệp. Chị Hồng Điệp có gửi thêm cho chị Nguyễn Thị Dẫn. Nè, ghi là Nguyễn Thị Dẫn 300.000 tiền Việt Nam nha, Hằng gạch luôn để mà mình giao. Đây là chị Nguyễn Thị Dẫn thì khi phỏng vấn thì tùy theo hoàn cảnh hay là tùy theo một cái duyên người ta động tới ai thì giống như là cái duyên có duyên với người đó thì người ta trao cho người đó. Đây là từ các nhà hảo tâm xem. Thì giống như cái duyên thôi, người ta thương thấy cảm thấy cái cuộc đời nào đó người ta thương thì người ta cho. Cái này mình chứ không có phải mình chọn lựa ai hết nha. Đây là những cái phim mà hôm bữa Hằng quay, không biết cô có coi chương trình không thì không biết cô có biết không. Cô không có điện thoại. Không có điện thoại nghe chắc cô không biết. Thì khi Hằng quay những cái đoạn phim lúc mà Hằng phỏng vấn cô hoặc là phỏng vấn chị Nhung đó thì những cái đoạn phim đó Hằng đăng lên cái kênh YouTube của Hằng, các khán giả các nhà hảo tâm ở khắp nơi coi, và khi người ta coi chạm được tới trái tim của ai, riêng một người nào có duyên với người nào thì người ta gửi, người ta cho thôi. Thì ở đây là chị Hồng Điệp này cho cô Nguyễn Thị Dẫn 300.000 và cho chị Nhung 2 triệu. Và cô Hoàng Yến thì cho chị Nhung 100 đô. Rồi bây giờ Hằng sẽ lấy cái số tiền này Hằng gửi.
rồi để cho chị và cô cảm ơn nha. Dạ dạ. Rồi đây là 300.000 này là của cô Nguyễn Thị Dẫn đi. Cô Nguyễn Thị Dẫn cảm ơn trước đi. Cảm ơn chị Hồng Điệp. Hay là cũng chị Hồng Điệp ở bên bển mà gửi về tới bên đây cho tôi được 300.000 này để tôi chích, tôi bị bệnh viêm phổi đó, tôi cũng là cảm ơn dữ lắm. Bởi vì gia đình cũng hơi khó khăn, để cho tôi được cái gì là tôi cảm ơn mấy cô nhiều dữ lắm đó. Rồi bây giờ như vậy đi thì mình cảm ơn là nhiều, thiệt là nhiều vậy đi. Chứ giờ mình cũng không biết nói gì hơn. Thì mình chỉ gửi lời cảm ơn, gửi lời cảm ơn nha. Rồi gắng cho có mạnh khỏe đặng mình, đặng cho nó giàu giàu hơn nữa. Rồi, đúng rồi. Thì đây là những cái đồng tiền của các nhà hảo tâm mà coi chương trình của Hằng thôi. Chứ không có phải là của một cái tiền của ai mà cho hết á. Đây là các nhà hảo tâm coi YouTube. Ví dụ như Hằng làm cái chương trình từ thiện thì Hằng đăng những cái thước phim này lên YouTube. Nếu mà chị có phone thì Hằng chỉ cho chị coi. Đó, đó là giống như khán giả coi, người ta thấy, ta thương, người ta cho. Rồi, ở đây là 100 đô và 2 triệu. Rồi chị gửi lời cảm ơn của ai trước? 2 triệu. 2 triệu của chị Hồng Điệp. Rồi nè, cầm gì đi. Em là tên Nhung. Cảm xúc không nói được. Cảm xúc không nói được, không sao. Cảm xúc quá bất ngờ quá đúng không? Không ngờ mình có được cái số tiền như vậy đúng không? Như em vậy em không biết nói gì, em cảm ơn chị Hồng Điệp á chị. Chị Hồng Điệp. Chị Hồng Điệp gửi cho em gì em rất cảm ơn nhiều. Gửi lên 2 triệu của chị Hồng Điệp. Gửi 2 triệu, em trăn trải trong gia đình em được, em rất cảm ơn chị ơi. Rồi tới 100 này là của cô gì Đinh Quân này, để coi lại đi. Hằng cũng của cô Hoàng Yến. Cô Hoàng Yến ơi. Cô gửi cho con 100 đô này, con rất cảm ơn cô Hoàng Yến ơi. Trăn trải trong gia đình, giờ con không biết nói gì hơn, giờ con rất cảm ơn cô ơi. Bây giờ có biết 100 đô này đổi ra được nhiêu không? Không biết. Ui trời, thấy tội chứ mọi người. Thật ra mấy ngày nay Hằng đi trao tiền cho những người ở dưới quê khổ như vậy, không có biết 100 đô này được nhiêu tiền nha. Đâu có biết cái không biết luôn mà không biết cái gì. Hôm qua giống như là Hằng đem đi trao cho cái hoàn cảnh bị liệt kia 1.001. Mà mẹ của cái em kia không biết 1.001 này là được nhiêu tiền. Ê, được. Cái này mà bỏ ngoài đường là bỏ luôn chứ mình không biết. Dạ, con không biết cái này luôn nha. Không biết. Bây giờ tội nghiệp bảo Hằng hỏi nó không biết. Không biết cái này. Đây là 100 đô được 2 triệu 3. Dạ. Đem ra tiệm vàng đổi được 2 triệu 3. Rồi cảm ơn cô Hoàng Yến. Con cảm ơn cô Hoàng Yến nhiều rồi, cô Hoàng Yến ơi. Bây giờ bữa nay mới dạ, tiền. Dạ dạ con không biết nói gì hơn. Dạ con rất cảm ơn nhiều. Coi như là chỉ biết cảm ơn với khóc thôi chứ không biết nói gì hơn ha. Không biết nói gì hơn giờ. Đây là thật ra Hằng cũng cảm ơn tới các nhà hảo tâm khi xem được chương trình của Hằng mà cùng chung tay với Hằng để giúp đỡ được cái những cái mảnh đời như thế này. Giống như hồi hôm bữa thì ví dụ chị này chị khóc vậy đi, thì Hằng cũng cho trong cái phạm vi là cho ghiêng chai dầu, đem móc đi vô trong nhà cho thêm chai dầu, nhưng mà thuốc, gạo và tiền với mì vẫn cho giống người ta. Thì Hằng cho thêm chỉ ghiêng một chai dầu, rồi Hằng cố tình kêu lột khẩu trang ra là để Hằng nhìn mặt chỉ. Thì Hằng biết chắc chắn lột, khi lột khẩu trang ra thì sẽ có các nhà hảo tâm sẽ giúp chỉ. Thì cái đó tại chương trình của Hằng làm, Hằng hiểu như thế nào. Cho nên vì cái mà Hằng gợi ý kêu chị lột khẩu trang hôm nay đó là giống như một cái may mắn tới chị để chị có trang trải được trong cuộc sống. Thực ra bây giờ đi lột tôm một ngày được bao nhiêu? Bữa nay có 130 mấy. 130 mấy là được 5 đồng bạc nha cả nhà, 6 đồng. Một ngày đi lột tôm có 6 đô la Mỹ, mà bây giờ được đây 200 đô la Mỹ thì nó là 4-5 triệu đồng, thì bằng bao nhiêu tháng đi lột tôm? Tháng mấy lương rồi đó, tháng mấy. Tháng mấy lương đi lột tôm, cho nên những cái người khổ gì người ta rất là vui, rất là mừng. Mà cầm 100 đô Hằng hỏi biết không? Không biết luôn. Không biết 100 đô nhiêu tiền. Thiệt, thiệt sự là dưới quê nhiều người chưa bao giờ cầm một cái tờ 100 đô. Hồi nào không có cầm này, chưa biết. Bao giờ, cho nên không có biết 100 đô nó được bao nhiêu tiền nha cả nhà. Cái này Hằng nói thật. Đó cho nên, ok bây giờ ở đây Hằng có mấy cái tờ mà 2 đô là cái tờ giấy may mắn nha.
đổi ra có 40-50 ngàn, đừng có đổi để kỷ niệm bỏ vô điện thoại ha. Ở đây Hằng sẽ cho mấy chị mấy cô mỗi người một tờ. Bây giờ Hằng còn dâu Hằng kỷ niệm cho Tánh một chai kỷ niệm cho một chai hả? Rồi em gửi chị tờ này để ép vô điện thoại. Đang bệnh đó Hằng ơi, bệnh rồi đổi nặng ra. Rồi đây nặng đó chị, rồi là năn nỉ cho dầu nữa nè. Dì ơi, con lấy một chai dầu ra bởi cho con chứ, này đi. Bữa giờ xin chai dầu về đó, cái má có gót đằng miếng dài vậy nè. Cái miệng dầu nó hơi bự, cái chai dầu nhỏ xíu nó đổ dưới giường á. Lấy dưới giường vậy mà chiếc lên nó xích. Quá mà được gửi được cho ngoại mà cái gì nữa, cái cách Tánh cũng cảm ơn dữ trời lắm. Cảm ơn nhiều. Bây giờ Hằng biết không, ở nhà nuôi ba đứa cháu. Mà bây giờ bệnh viêm phổi nặng, nãy giờ đang đi mới đi chích với bác sĩ Nguyễn gì à. Còn nói cái nhóm gì đó là sự thật, Tám không có. Tám bên đây Tám khổ dữ lắm. Thành ra Tám không có cái gì vậy bà. Đi thành phố gì à, Hằng nghĩ đây là tới con nó cho, nó xuống này nó cho đâu đi cũng 5 triệu mấy rồi đó. Mà về nó không hết, rồi mất đi chích với bác sĩ Nguyễn với Thủ Hằng. Hai bữa gài nãy mới đi chích về đó, mà giờ nó còn kêu chích 3 bữa nữa. Rồi hồi nãy có điện cho con, nó giờ mà mẹ còn chích 3 bữa nữa, tôi con cho tiền mẹ đi. Mà giờ được cái này là mình cũng mừng. Mà nói nhà mình cũng chích, mình bỏ sinh con nó nào nó cũng khổ. Thì nói chung ở đây á, thì những cái thước phim trên cái chương trình kênh YouTube Làm Thiện Nguyện của Hằng á, thì ở đây nói chung là tùy duyên thôi. Còn giống như mà khi một cái tiền mà Hằng cái loại chai kia con, cái hộp nó cái đó có còn có mấy chai để cho mấy bà bác. Thực ra tùy duyên thôi. Ở trong cái chương trình của Hằng làm thì nói chung khi Hằng có được một cái kinh phí để chia đều hay là phát gạo đó, thì Hằng đã phát gạo và để chia đều cho chia cho những cái hoàn cảnh mà khi Hằng đi tới nhà để mà Hằng quay và Hằng đăng lên, đó là những cái hoàn cảnh tột cùng. Còn giống như mấy chị mấy cô còn đôi chân để đi, rồi mình còn có thể làm mướn hay là có con cái làm mướn để mua gạo trang trải đủ cuộc sống. Tại vì ở đây nghèo thì Hằng không có thể lo hết cho mọi người được, tương tất được. Thì cái đó là tùy lòng hảo tâm của các nhà hảo tâm, người ta gửi làm sao thì Hằng trao lại cho mấy chị mấy cô. Còn khi mà Hằng chia sẻ lên video những cái trường hợp mà nằm tại chỗ, là mấy chị mấy cô có biết không? Những trường hợp đó gia đình bán hết đất hết ruộng để mà điều trị bệnh cho con, những người bệnh ung thư ngặt nghèo bán hết đất hết ruộng, chai màu xanh nhưng mà chai bằng chai đó đó con. Cho nên bán hết đất hết ruộng, các bạn có biết không, thì khi nằm một chỗ mà ngồi đó nuôi đứa con mà không còn đất ruộng thì chỉ có đi làm mướn ăn từng ký gạo, khi con phải hàng ngày chết thì không có chết mà tài sản thì đã hết. Ở đây anh đây chị biết đúng không, khi những người bệnh bệnh ngặt nghèo chết không chết mà nằm, tài sản hết khi tới chết, khi đứa con mình chết rồi tài sản cũng hết luôn. Thì Hằng thực sự khi những người mà Hằng đi tới chỗ để quay là cái đó đã tột cùng. Cho nên khi Hằng tới những trường hợp đó Hằng quay riêng thì mới được sự giúp đỡ riêng cho cộng đồng, được sự giúp đỡ của cộng đồng riêng cho các em đó hay là các cô chú đó để mà trang trải có tiền trị bệnh trong cái lúc nằm, hoặc là có tiền để mà mua gạo ăn để ngồi đó mà nuôi đứa con tật nguyền đang nằm đó. Còn thí dụ giống như trường hợp của chị thì được cái lòng thương khán giả là chị nuôi mẹ chồng, cha chồng, nuôi bà nội chồng, nuôi con gái để nuôi con cho đi học, rồi người phụ nữ gắn bươn chải đi lột tôm, mặc dù một ngày được mấy đồng bạc mà cũng phải đi làm chứ không phải một người phụ nữ làm biếng. Chính vì cái đó mới chạm được trái tim của người ta, tại vì nghèo nhưng gắn cho con học. Cái đó là tôi cũng rất ngưỡng mộ, chị biết không, mẹ tôi từng rất là nghèo mà mẹ tôi đi làm không có dám ăn, gắn nuôi cho tụi tôi đi học. Cho nên những cái lòng những người phụ nữ cho dù có đi làm cực khổ cỡ nào mà cũng gắn cho con mình học chứ không cho con mình nghỉ, thì đó là chị mới chạm được trái tim của những khán giả coi chương trình của Hằng. Còn thí dụ cô bữa đó thì Hằng cũng có phỏng vấn qua vài người trường hợp giống như cô dẫn, nhưng mà cũng không có được ai cho tiền. Nhưng mà đôi khi đó là cái duyên của chị Hồng Điệp gửi cho cô dẫn một chút quà ha, thì đó là cái duyên của mỗi người thôi. Thì nếu mà thực sự có những nhà hảo tâm nào cho, Hằng đều trao tận tay cho mấy chị và mấy cô hết. Tại vì khi trao lên những cái đồng tiền, Hằng đều đọc tên của ai cho và kêu người đó tới nhận để biết là những đồng tiền đó Hằng có trao rồi. Đây là Hằng dùng cái công của Hằng để Hằng làm từ thiện và một cái nhịp cầu kết nối cho mấy chị mấy cô có được miếng cơm manh áo thôi, chứ không có phải Hằng có ăn cái gì ở trong cái này được đồng nào. Cảm ơn nhiều. Cho nên thì đồng thiện mà ơi,
Sao cái gì nè, con sửa cái tên của Tám Lợi, Tám Nguyễn Thị Dẫn. Nguyễn Thị Dẫn, đây là cô Tám Nguyễn Thị Dẫn, nhưng mà Nguyễn Thị Dẫn. Tại vì khi phỏng vấn thì khán giả nghe là Nguyễn Thị Dẫn. Rồi, tặng cho cô Nguyễn Thị Dẫn chai dầu cái luôn. Cái này là cũng cảm ơn, mà cũng nhờ cháu Hằng mới có được như gì. Chứ nếu cháu Hằng không có mà ra tay thì chắc cũng không có gì. Dạ, cái này là cũng cảm ơn cháu Hằng thiệt là nhiều. Coi như là tùy cái duyên ha. Thật sự đây là một cái duyên. Tại vì khi hồi trước khi Hằng về quê mỗi năm, hồi lúc ba mẹ còn Hằng về thường lắm. Nhưng mà về hồi bây giờ tám hỏi cha mẹ là ai vậy? Thì cha mẹ Hằng chắc cô không có biết. Thì cha mẹ Hằng ở đây biết chứ lắm mà. Thì mất rồi, cha mẹ Hằng ở Cà Mau chắc cô không biết đâu. Vậy hả? Tại khi chết mới đem về đây nhà thờ để chôn thôi. Chứ hồi xưa ở Cà Mau cho nên còn nhà ở đây trong quê. Thì khi mất rồi thì đem về quê thờ phượng cho nó chôn nhà thờ phượng ở quê. Cho nên nói ra chắc cô không biết. Thì thật ra khi hồi xưa là Hằng về, Hằng cũng ít có về ở đây. Về là nhà Hằng ở Cà Mau. Còn khi ba mẹ mất thì chỉ biết về đây theo cái bàn thờ ở trong cái quê thôi. Nhưng hồi xưa lúc nào về cũng về trong quê và đem dầu hay là cái gì mà về Hằng cho, Hằng đều phát cho những người bà con lân cận Hằng sớm, thuốc, nhất là thuốc. Nên khi Hằng không làm chương trình Hằng cũng vẫn đã phát như vậy. Chứ không phải là khi làm YouTube Hằng về mà Hằng mới phát, cái đó là thói quen của Hằng thôi. Còn khi Hằng làm YouTube thì tại vì hồi đó giờ mẹ Hằng mất rồi, cách đây khoảng chừng 6 năm, 7 năm gì đó rồi Hằng không có về. Và khi đợt này Hằng về thì sẵn Hằng làm một chương trình YouTube, cho nên Hằng mới quay những thước phim này chia sẻ lên cho cộng đồng. Thì đó là những thước phim mà là một nhịp cầu nối giúp được cho những mảnh đời nghèo khổ, những mảnh đời ngặt nghèo ở trong những vùng quê này rất là nhiều. Khi Hằng về kết nối thì giúp cho được rất là nhiều. Đó cũng là một cái niềm vui của Hằng làm, một cái công việc mà Hằng vui khi Hằng làm, thấy giúp được cho người ta có thêm chén cơm manh áo thì mình thích thôi, thì mình làm. Chứ thực sự ra thì Hằng nói với Hằng làm YouTube, Hằng chỉ lấy được những cái video này Hằng đăng lên YouTube, Hằng lấy không được mấy đồng bạc đâu. Nhưng mà đó là cái niềm vui khi mình giúp được người ta thì Hằng làm thôi, chứ chẳng phải là vì cái lợi nhuận đó tôi mới làm. Cho nên kệ, cái đó là một cái công việc vui thì mình cứ làm. Bây giờ hôm nay Hằng trao cho chị mà chị cười, chị vui trong những giọt nước mắt, Hằng cũng cảm thấy Hằng vui rồi. Hay là cô dẫn, đó là cũng một cái duyên có được khán giả thương cho mình như vậy ha. Thì ít nhiều gì mình cũng là cảm ơn thiệt là nhiều luôn. Vì Hằng làm vậy đó chứ cũng có một cái phước lớn lắm, chứ không phải mà nói mà làm gì mà để không có phước đâu. Người ta cũng về nhắc, về dưới tôi cũng nhắc hoài, nó chờ cũng nhờ cho gạo cho đồ về đang mình cũng ăn đó chứ. Người nói một tiếng mình cũng có phước lớn lắm. Rồi đây là mình nên nghiêng cô á, là cô cảm ơn Hằng nhiều dữ lắm luôn á. Nói chứ ở nhà mình nên mà nuôi cháu hai đứa mà được cái gì là mình mừng nè. Phần bây giờ mình cũng đang bệnh nữa. Bây giờ cô và mấy chị cũng phải cảm ơn các nhà hảo tâm đồng hành với Hằng. Cảm ơn hết trơn luôn á. Bị gì ở ngoài thì cũng trong này không biết thì thôi, bây giờ cũng cảm ơn hết trơn chị em hảo tâm ở bên bển để gửi về cho Hằng để đem về đây đặng chia cho cô bác bên đây. Thì cảm ơn hết trơn luôn. Cảm ơn thiệt là nhiều luôn. Coi như là thực sự phải có các nhà hảo tâm cùng đồng hành với Hằng, chứ mình ơn Hằng không có nhiều tiền như vậy mà để phân phát như vậy đâu. Thì ở đây là khi những thước phim này đăng lên thì các nhà hảo tâm ở bên Mỹ mỗi người góp cho Hằng một chút để dùng cái kinh phí mà đó bây mua gạo. Giả sử bây giờ ở ngoài cho mà Hằng không đem về đây thì Hằng cũng luôn thì đằng này cũng đâu có biết gì mà điều Hằng cũng mang về tới bên Việt Nam để đăng cho cô bác bên Việt Nam mình được như gì là Hằng cũng có cái phước lớn lắm. Thì thôi bây giờ cũng cảm ơn hết trơn luôn. Ở bên bển hảo tâm với Hằng cũng mang về thì cũng cảm ơn Hằng nhiều dữ lắm. Thôi mà phước gì thì cũng có cái phước lớn lắm. Thật ra bên Mỹ thì Hằng cũng làm cái chương trình cũng giúp đỡ những người vô gia cư đó. Thì nếu mà mấy chị hay mấy cô có cái phone có điều kiện để coi được thì mình bấm vô mình coi được hết. Khi chương trình của Hằng làm bên Mỹ nữa, làm 2 năm nay rồi. Có cái điện thoại của bác thôi. Của bác thì không coi được, mà của chị á coi được. Để đây Hằng bấm vô cho. Trời ơi, bữa đó thằng nhóc học online nè, rồi mua trả góp nè, 3,5 triệu nè. Điện thoại mình cũng mua trả góp được hả? Trả góp. Là chị mở lên đi. Cái điện thoại vậy là 3,5 triệu. Trả góp mỗi tháng bao nhiêu? 500 ngàn. Vậy hả? Cả tháng 500 hả? Dạ. Ủa sao bấm không lên? Cái này 150 ngàn mấy đứa nó mua. Cái đó không coi được coi. 150 ngàn mới mua cho nè. Cái YouTube đâu?
không có anh làm ơi. Cái vụ này hả? Ở gì ơi, ở nè, nè bấm YouTube đi, tại vì mấy cái phone này chị Năm không biết cái chế độ xài sao. Bấm vô YouTube Hằng Kali, bấm đăng ký cái chuông rồi cho chị. Hai kênh nữa. Cho nên chị coi qua kênh ẩm thực cái gì đó chị. Không biết chị cho con kia nhóc mở, nhóc nó mẹ ơi con sao con mở không được. Bấm đi rồi để gì. Không có cái mặt cái rồi thêm rồi cái bây giờ nó bị tứ tung hết trơn. Chứ ngồi dịch quá trời đó, đâu có đi ra trường mà được đâu. Không hết. Dạ. Rồi bây giờ người ta nói nếu chích ra đây giờ bữa không hết thì mắc đi thành phố nữa rồi hổ gầy buồn khóc hoài luôn không biết làm sao không có điều kiện để không, mà đi. Này, này cô phải đi vô bệnh viện cô khám đàng hoàng chứ không đi chích thì đâu biết bệnh gì mà chích. Bây giờ thì ở thành phố được không vậy có mình biết là viêm phổi rồi đó mà bây giờ đi thành phố thì hơi nặng mình cũng chưa có Ok thôi thì hôm nay Hằng là bây giờ còn mấy người khách đang ngồi chờ ngoài kìa. À, hôm nay thì Hằng gọi chị Nhung và cô Dẫn lên đây để Hằng trao cái số tiền của các nhà hảo tâm gửi rồi. Thì nếu như mà những cái thước phim này Hằng đăng lên mà các nhà hảo tâm có góp cho mấy chị mấy cô thì Hằng đều trao tới tận tay cho mấy chị cô. Cho nên cứ yên tâm. Tại vì nếu khi Hằng về bên Mỹ rồi mà có được những ai muốn nhã ý gửi cho mấy chị mấy cô thì Hằng vẫn nhận tiền đó và cũng có cách những người thân của Hằng bên Việt Nam gửi cho mấy chị mấy cô thôi. Và quay những cái thước phim mà đã nhận giao tiền đưa cho Hằng Hằng đăng lên để mấy chị mấy cô cảm ơn các nhà hảo tâm. Thì coi như nếu mấy chị mấy cô có được thì Hằng vẫn giao tận tay chứ không có sao hết ha. Rồi thì hôm nay cái video tới đây Hằng cũng xin tạm dừng. Rồi Hằng luôn luôn chúc tất cả các cô chú bác anh chị em các nhà hảo tâm cùng luôn luôn đồng hành với Hằng để Hằng mới có được giúp được thêm những cuộc đời như thế này. Chứ nếu không có các nhà hảo tâm thì Hằng cũng không có thể nào mà làm được trọn vẹn như vậy. Ok, một lần nữa xin chào tạm biệt. Rồi, cảm ơn nhiều. Bye bye. Ok. Cảm ơn.